là đều Hải Vân. Uống cà phê này. Hai mình đi vào trong. Nước dừa này, em này, là khu pha chế đồng này. Đây là tên là Night View Vườn Thanh, là do chủ đầu tư và thiết kế là của bác là Lại Thanh Hà nha mọi người. Đây, còn bên này là có một cái bản là coi như là miễn phí mọi người nha. Tiêu năng à, công trình thủy lợi. Khoa học thủy lợi. Nhằm bảo vệ môi trường, chống đá lở, đá rơi và bảo vệ an toàn giao thông. Vâng. Đá trắng này, đấy, nước lũ tôi cho chảy đấy. À. Và đây nếu mà cái từ vựng bên thủy lợi nó là sân tiêu năng. Wow. Tức là giảm bớt sự phá hại của dòng thác. Wow. Sân tiêu năng tự nhiên. Còn trên kia là hố tiêu năng. Wow. Đấy, xin giới thiệu mọi người là đây là bác Lại Thanh Hà nha. Rồi bác sẽ nói sơ qua cái khu mà bác như là đầu tư và sửa sang để có quán cà phê như ngày hôm nay á. Mời bác. Đây, xin thưa các bạn, đây là công trình khoa học thủy lợi. Yeah. Hố tiêu năng tức là dòng thác nó chảy rất mạnh xuống ở đây thì cái dòng thác cái không giữ được cái năng lượng nó bị giảm đi, rồi từ từ nó sẽ tôi bị thất bại rất nhiều, tôi bị lở ra đây. Thế sau khi cái dòng thác tôi cho chuyển trên chảy trên kia và làm công trình thủy lợi này thì bắt đầu mới không bị thất bại nữa. Và ở đây như các bạn biết là đây là một cái dàn phong lan mới phát triển thôi, rồi trên này nữa nha. Rồi sẽ có dòng thác nước, tôi sẽ dẫn nước về đây, chảy về đây. Wow. Rất đẹp. Nghĩa là sau này là bác sẽ làm một hệ thống nước ở trên núi chảy về chỗ khu cà phê của mình. Ờ, cà phê mình. Wow. Đấy, dòng nước thì lấy nước ở cái thác khác dẫn về đây. Wow. Để làm mát môi trường. Wow. Còn xin thưa với các bạn, cái bài ca Hải Vân là lời của tôi. Wow. Và nếu các bạn gõ trên mạng thì đã được phổ nhạc. Rồi, mình sẽ xin phép bác là sẽ quay cái bài này. Ờ đấy, cho vâng. Và huyện Thanh Quan qua đầu ngang là Thất Ngôn 7 chữ, còn đây là 4 chữ. Vâng. Đấy. À, tôi một lần lên xe tải, đón xe tải thì cái xe, tiếng xe nó thịch rất chậm. Thì và tôi bắt đầu nghĩ ra nhịp thơ, tức là 4 chữ là như thế này: Hải Vân, Hải Vân, dưới chân là biển, trên đầu mây bay, đường lên vòng lượn qua núi qua khe, sợ trời mới che xanh trở nặng, lỡ khi yếu đà sợ cơn gió lạnh nâng áo em bay. Hải Vân, Hải Vân, đường đèo hôm nay không còn lo sợ, có đường cứu nạn tránh được hiểm nghèo, có đổi thông gieo đi vào nỗi nhớ, xin đừng than thở qua đèo Hải Vân. Hải Vân, Hải Vân, ai thả hòn hành, ai quăng hòn chảo, trong biển Đà Nẵng đẹp hơn bức tranh. Hải Vân, Hải Vân, anh qua đã nhiều mà sao vẫn nhớ Hải Vân, Hải Vân. Bài thứ hai vẫn viết về đèo Hải Vân nhé. Mời các bạn nghe bài thứ hai là bài trữ tình. Mai em về Hải Vân đẹp lắm, mai em về Hải Vân đẹp lắm. Hầm khoan xong, đường cũng mở xong, bóng mây bay cứ quyện lưng đèo, như tóc em quàng và anh muôn ngà. Mai em về ngắm Hải Vân sáng tỏa, đèo mới xanh nhiều những làn xe. Đón em qua đường cũ hay đường hầm, em dừng lại Lăng Cô hay Liên Chiểu, em sẽ thấy điều kỳ diệu của đất nước mình phát triển rất nhanh. Đây là khu công nghiệp đô thành, đây là thành phố du lịch mới. Mai em về nơi đây nhiều mong đợi, người nghỉ đông tấp nập dạo chơi. Biển mênh mông nắng quyện mây trời, điện sáng rực hạt vàng chi chít. Em có nghe gió nói gì không nhỉ, ngày xưa qua đây phải mất hàng ngày, đều còn đọng những điều buồn đó. Em có nghe con chim nó hót, muốn bay vào hầm xem đường xe chạy, đều qua nhanh như giấc mơ anh. Xin thưa các bạn, bây giờ hầm đường bộ đã là hai chiều đã thông qua nhé. Đó là cái mơ ước của tôi, đèo qua nhanh như giấc mơ anh, như giấc mơ của chàng người thi sĩ nhé. Thế tôi mời các bạn nghe cái bài viết về Đà Nẵng như thế này. Đà Nẵng vào xuân, em ơi kìa Đà Nẵng vào xuân, thành phố mạnh như chàng lực sĩ, cùng nàng tiên bên núi Sơn Trà.
bão lụt hoài tàu vẫn đi xa, chở đầy ắp mồ hôi và trí tuệ, hàng vẫn đến muôn nơi thế giới. Kìa Đà Nẵng vào xuân em có thấy không, trời và đất quê mình như thêm rộng. Thành phố mở nhiều con đường lớn, nhà máy mọc nhiều, phố chợ đông lên. Kìa Đà Nẵng vào xuân em hãy nhanh chân, trời nắng đẹp lên hải vân mà ngắm. Kia ngũ hành sơn soi bóng sông Hàn, em có thấy như đàn voi ngủ, con voi nào có hang động em yêu. Kìa Đà Nẵng vào xuân em hãy ngân, hát về đồng ruộng quê ta ba mùa chữ hạt. Cái đói nghèo sẽ lùi qua năm tháng, hiện đại đến gần ta hãy vươn lên. Nhớ mời các bạn đến, hãy đến cái view của tôi, rất mát và ngắm được cái không gian cảnh của thành phố Đà Nẵng và không gian biển và thành phố Đà Nẵng đang phát triển bên vịnh Đà Nẵng nhé. Và không thu phí, và tôi mong được đón đợi và có cả con đường lên trái núi Thiên Thai, lên con đường hẹn hò đấy. Và trên đó tôi chỉ nhắc các bạn trẻ, nếu thích nhau thì xin thượng lỗi một câu là không thể hoãn sự sung sướng nó lại, nhưng chúng ta phải biết bảo vệ rừng. Tôi viết như thế này bài thơ Cấm Lửa, là anh cứ hôn em với đỉnh đèo, đừng làm lửa cháy điếu thuốc rơi, ở nơi cây lá xanh tươi ấy, lửa cháy thiêu em rất nhẹ nhàng nhé. Đấy, tôi là người yêu quý rừng nhất, yêu quý đèo Hải Vân nhiều nhất. Cảm ơn các bạn đã nghe và mong các bạn hãy đến cái view này, tức là quán ở đầu là quán cà phê Cloud, tức là bà Việt Kiều đặt tên đấy, đi vào đó và đừng ngại đi vào trong quán, đi ra phía sau, càng ra phía sau càng đẹp nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Có đây là menu quán nha mọi người. Dạ, rất là rẻ. Mật xỉu cho một lát chanh để ngồi. Dạ. Có kêu cà phê và chỗ chờ ở đây mọi người nha. Cũng như là mình đã nói rồi là chỗ chờ có nghĩa là mình ăn là mình phải chờ. Nhưng mà thực sự đó là bánh canh nha mọi người. Đó là đặc sản ở khu Nam Mô này đó. Rồi. Ngon lắm. Cái này nó có cá khô nữa. Vô. Nói chung mùa hè, thứ bảy chủ nhật mà lên trên đỉnh đèo ngồi chơi như thế này là rất là thú vị. Bây giờ bỏ cá khô vô, rất là ngon. Rất là thú vị. Vô lạc đây coi mọi người. Huế nha. À. Hôm nay mình sẽ làm thử một miếng nha mọi người. Nó nóng quá. Đây nè, đó, một miếng thịt mỡ tôm đó. Này. Chà. Quá đã không? Bánh lạp rất là ngon, nấm hổ luôn. Đây có một anh cuốn đan này, mực. Đây này, ở ngay đỉnh đèo Văn mà có quán như thế này rất là hiếm mọi người nha. Mình sẽ đi lên cái này quay một bài thơ Cấm Lửa cho mọi người xem. Anh cứ hôn em với đỉnh đèo, đừng làm lửa cháy điếu thuốc rơi, ở nơi cây lá xanh tươi ấy, lửa cháy thiêu em rất nhẹ nhàng. Đấy là đường lên núi Thiên Thai mọi người. Đó. Đây mình sẽ lên núi Thiên Thai cho mọi người xem này. Mình lên tới đây này là mình nhìn qua đỉnh đèo Văn rất là gần mọi người, rất là
À, mình đang đi lên là núi Thiên Thai. Đứng bên núi Thiên Thai là mình chỉ nhìn qua được là cái lô cốt của Đanh Đề Hải Vân này mọi người. Đây gọi là núi Thiên Thai mọi người nha. Mình hôm nay đi là có thanh niên Nhật. Đây gọi là núi Thiên Thai. Núi rất to. Giờ tới cái núi rồi. Thấy. Rồi tới cái núi rồi. Mình thấy cái núi chưa? Con mệt quá. Các bạn ghi là trái núi Thiên Thai đây mọi người. Ồ, cây này quay rất là đẹp luôn. Rất là nhiều con đường đều. Anh Niên chào mọi người đi. Chào mọi người nha. Cây này rất là cao. Cụ chỏ đi xuống Lăng Cô Hé này. Bên này là cụ chỏ đi về hướng Đà Nẵng mọi người. Trái núi này. Nói chung ở Đà Nẵng và Việt Nam mình á còn rất nhiều địa điểm đẹp mà mình chưa khám phá được á. Nên mình sẽ đi được, mình sẽ qua được cho mọi người xem này. Đó. Này, mình sẽ đi xuống lại này. Đó.
mình á là mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ đóng cửa bác ạ? Từ sáng từ 6 giờ hoặc 5 giờ có bạn các bạn sinh viên đến. Vâng. Buổi tối thì đến 6 giờ tối, tức là 18 giờ tối. Vâng. Đấy. Nhưng mà cũng thể chưa thể nói trước được. Mùa hè thì sẽ có thể là cũng có thể bán buổi tối. Vâng. Dài thêm thời gian. Mà nhìn về Đà Nẵng là ban đêm là đẹp hơn ban ngày. Vâng. Mà cái quán này thì mà cháu biết là đa số là bán đối tượng cho sinh viên. Cà phê 15.000. Vâng. Thế còn trông xe là khi nào các cháu sinh viên bắt đầu nhận xe thì bắt đầu mới hết trách nhiệm. Vâng.